Ủa gì đấy ông cháu ơi? Ông chú cắt nhanh cho cháu quả đầu gái cháu. Sao? Cháu mới làm gì án, cháu mắc được con iPhone 13 của con cà phê Trần Dương chú ạ. Vừa ăn được con iPhone 13 Trần Dương à? Cái thằng này ăn người ta làm gì? Thôi thả người ta đi. Thôi chú cắt luôn nhá. Bây giờ. Ok. Nhanh lên, cắt đi. Vào việc luôn. Nhanh lên chú ơi. Cắt một. Sự ập bây giờ. Rồi. Xong rồi đây. Vào việc luôn. Dậy đi ông cháu ơi, xong đấy. Quả đầu trốn lịch sự của cháu đâu chú nhở? Đẩy ông cháu được không? Được rồi. Đẩy đấy chú ạ. Nhanh mà té đi không hình sự nó vào. Nhanh. Cháu chú nhá. Sao đây ông chú là cháu là bên công an đường láng. Thế à? Đây, thẻ ngành đây ông chú ạ. À, công an đường láng này, Nguyễn Lâm Việt này. Đúng rồi. Cảnh sát hình sự này, phường láng ạ. Vâng đúng rồi. Ok thôi mời. Cháu vừa nghe tin là có cái thằng mà tóc trắng ấy. Cháu vừa bước cái máy của em cháu ở trên Trần Hương ấy. Cháu thì làm cái ngành thì nó cũng tội, nhà nó nghèo. Ở đây đây đây. Đây đúng đây. À, cái thằng tóc trắng rồi, phải mày không? Đâu có phải em cái đâu. Cái máy này iPhone 13 đây rồi. Đúng rồi. Giống à? Mày, cái mặt mày. Đi lên phường nhanh. Đi lên phường. Thế tiền không giả nhỉ? Chán đấy nhỉ?